Vào ngày 26 tháng 4 vừa qua, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam cùng với nhiều tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước đã ra một tuyên bố chung yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam phải nghiêm túc điều tra việc bà Trần Thị Hồng bị công an Việt Nam đánh đập dã man. Bà Hồng là phu nhân của mục sư Nguyễn Công Chính hiện đang bị cầm tù. Bà cũng là hội viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức thành viên của Forum Asia. Bà tường thuật diễn tiến của hành hung như sau. Thì vào cái ngày 14 tháng 4 vừa qua thì lúc 8 giờ rưỡi thì có một cái ông tổ trưởng tổ dân phố, đó là ông Nguyễn Văn Bằng. Ông dẫn thêm một toán người nữa và đến nhà và kêu tôi lên phường Hoa Lư để làm việc. Thì tôi trả lời với ông rằng là giờ này tôi phải mắc chở con đi học cho nên không có thể nào đi được. Và nếu mà như vậy thì cho tôi cái cuộc hẹn để tôi sắp xếp gia đình, tôi sẽ lên. Dạ, tuy nhiên tôi nói như vậy thì họ không có đồng ý. Có hai người phụ nữ, họ đi ra phía sau lưng tôi. Một người thì chụp bên tay trái và một người bên tay phải, và hai người đàn ông là nữa. Lâu hai cái chân nữa là bốn người khiêng bổng tôi ra, dục trên một cái chiếc xe con. Khi mà chị đã đến trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường đó thì họ làm việc gì với chị? Sau khi họ đưa tôi lên lầu 3 xong rồi, bắt đầu họ đóng cái chốt phòng lại. Là một người phụ nữ có ở trong phòng, cô ta chạy tới tát vào mặt tôi và nói tôi là phải im đi, không được làm. Thì tôi mới nói là tại sao lại ăn tôi như vậy. Thì lập tức ba người phụ nữ túm tóc lôi tay đến ngay chỗ một ghế sofa màu đen đó, và duyệt cái đầu tôi xuống dưới đất như vậy đó. Thì tôi ngắt lên, tôi la, tôi nói không có được đối xử với tôi như vậy. Thì lập tức một người ông, thì ông này ông giẫm lên hai cái bàn chân của tôi. Dạ vâng, nó rất là đau. Thì còn nhiều, còn cái ba cái người phụ nữ này thì người thì lôi tóc, người thì déo, người thì cứ đấm vô trong ngực. Dạ, cứ như vậy đó. Thì tôi càng la thì họ lại càng đánh. Và tôi biết rằng là tôi la thì cũng chỉ có bóng bức tường thôi. Chứ thật ra ba người nam, ba người nữ ở trong phòng mà hành hạ tôi như vậy đó. Thì tôi cũng không biết phải kêu ai. Thì cũng chỉ đau quá thì cũng chỉ biết la thôi. Yeah. Họ kêu chị lên phường làm việc nhưng mà họ không có nói lý do gì và họ đánh chị ngay hả chị? Dạ vâng. Khi mà tôi la lên như vậy đó, đánh nó đau, nó rất là đau, thì tôi la lên như vậy đó. Thì họ bảo tôi là im đi, mày có làm việc hay không? Thì họ nói là mày phải giải trình về cái vấn đề ngày 30 tháng 3 vừa rồi gặp cái phái đoàn trọng trách về tự do tôn giáo. Dạ, thì tôi nói là tôi không có trả lời cái câu hỏi của họ về cái cách hành xử như thế này, thì tôi không chấp nhận. Thì tôi càng nói thì họ lại càng đánh. Thì tôi nói nếu mà đánh thì đánh, hãy giết tôi đi chứ đừng có hành xử tôi cái kiểu này nữa. Đến biết tới 11 giờ là tôi thấy sức lực của tôi không chịu nổi nữa rồi. Thì sau đó họ kêu là một người công an đồ sản phục vô lập một cái văn bản, và họ không có cho tôi ngấp cái đầu lên, nhưng mà tôi cũng cố gượng mà tôi gượng lên á. Nhưng mà cái người này họ không có đeo cái bản tên. Sau đó họ nói là thôi mày đi về đi. Thật ra thì lúc đó thì đi không nổi nữa rồi, rất là mệt rồi. Chỉ cố gắng gượng tôi bò lấy ra khỏi cái phòng. Thì trong cái thời gian đó thì tôi cầu nguyện với Chúa rất là nhiều. Bởi vì khi mà họ đến nhà họ bắt tôi như vậy đó, thì nó bất ngờ lắm. Cho nên không có thời gian để mà gọi điện cho anh em trong giáo hội thông báo được. Và khi mà Lan bị đánh như vậy thì tôi rất sợ cho cái tính mạng của tôi. Tôi sợ họ sẽ thủ tiêu. Và những cái đứa con tôi thì khi mà họ bắt tôi thì có một cái đứa nhỏ ở trong nhà thôi. Thì không biết là khi họ bắt rồi tôi đó thì đứa nhỏ đó như thế nào. Cho nên tôi cũng rất là lo sợ cho an nguy những cái đứa con của tôi. Sau khi họ đã đánh đập chị thì ra sao nữa hả chị? Dạ, sau khi họ đưa người vô vây phim. Mà khi vây phim như vậy đó là chỉ có hai người phụ nữ kẹp hai cái tay tôi hai bên thôi. Và bắt tôi ngồi lên một cái ghế, mà ghế sofa đó. Khi mà họ quay phim chị thì là họ có hỏi chị vấn đề gì hay không chị? Dạ không, khi họ quay phim là họ chỉ một cái người đóng quay phim và hai người kẹp hai cái nách hai bên. Và lúc đó tôi ngồi tôi khóc rất là nhiều. Tại vì nó rất là đau. Dạ, với lại tôi cũng thấy
nó mệt mỏi và cũng khó thở lắm rồi. Họ bắt chị đưa lên Ủy ban Nhân dân phường là cái nơi làm việc hành chánh chứ không phải là đồn công an, mà tại sao lại có mặt công an và họ đánh đập chị như vậy chị? Cái điều này thì tôi cũng không biết nữa, bởi vì họ không đưa tôi vô công an phường Hoa Lư mà họ lại đưa tôi vô ủy ban phường Hoa Lư. Mà khi mà vô ủy ban phường Hoa Lư là tôi thấy có một cái sự chuẩn bị, nó rất là họ sắp xếp trước rồi. Tôi cũng không biết họ họ lý giải phải như thế nào nữa. Như vậy chị xác nhận là hôm đó chị đến Ủy ban Nhân dân phường chứ không phải là đồn công an đúng không chị? Dạ đúng rồi. Khi mà họ bắt chị như vậy là họ không có một cái lệnh bắt nào từ tòa án hết đúng không chị? Dạ không, họ không có đưa một cái giấy mời hay là một cái văn bản hay là một cái gì cả. Họ chỉ dùng miệng và trấn áp đánh tôi và đưa tôi lên. Từ sau cái buổi mà họ đánh đập chị từ ngày 14 tháng 4 đến giờ đó, thì chị có được liên lạc với lại tòa lãnh sự hoặc là tòa đại sứ của Mỹ hay không chị? Tối hôm cái ngày 14 đó thì có cô Nhi bên phía Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, cô có gọi điện cho tôi và hỏi cái thông tin nó xảy ra với tôi là vào cái buổi sáng của cái ngày 14. Thì sau cùng chị có cái lời nhắn nhủ gì với đồng bào ở trong nước và hải ngoại không thưa chị? Dạ, cái lời mà tôi muốn kêu gọi tha thiết đến với những cái cơ quan truyền thông, những cái hội đoàn, những cái tổ chức xã hội dân sự trong nước và những cái cơ quan nhân quyền ở bên ngoài cũng lên tiếng cho trường hợp tính mạng của mẹ con tôi hiện nay, khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Gia Lai họ đã và đang hành hạ và nhắm vào gia đình tôi. Và tôi cũng chỉ là một cái người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Tôi không 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 chịu nổi với những cái trận đòn mà đánh đập như thế này cứ tiếp diễn mãi được, bởi vì tôi biết rằng sức lực tôi nó cũng không còn mạnh mẽ nữa, bởi vì họ đã đánh nhiều lần rồi. Cho nên tôi thấy rằng thân thể của tôi mỗi một ngày nó yếu dần đi, cho nên cứ cứ tiếp tục như thế này nữa thì tôi e rằng cái tính mạng của tôi khó mà giữ được. Cho nên cũng rất mong cái sự lên tiếng và hiệp thông cầu nguyện đến mẹ con tôi hiện nay. Dạ vâng. Bản tuyên bố chung lên án việc bà Hồng bị tra tấn qua những chứng từ đầy đủ đáng tin cậy và kêu gọi nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hãy lập tức tiến hành điều tra việc này một cách khách quan và minh bạch. Xin xem nguyên văn bản tuyên bố cùng danh sách các hội đoàn ký tên tại trang nhà của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam.